Hello anh em nhá, chào mừng anh em đến với shop độ xe tải. Đây, hôm nay bên shop em đã lên một con đế Man Đức cho một bác tài đến từ Hà Nội, cho con Hyundai 3,5 tấn. Đó, nói chung là nhìn nội thất của xe của bác này, ghế đây. Đó, lên hơi này. Này là nút này là chỉnh cao thấp nhá. Cái này là chỉnh cứng mềm nhá. Đó. Đây. Hai con SQ495 đi với hai bình nhôm 14 lít đấu thông nhau. Dàn hơi đây. Bác tài này là đang muốn độ một đôi kèn ong nữa, cho nên là đi hẳn hai cái bộ máy nén khí siêu êm dòng SQ495 12V nhá. Đó. Đi kèm với nó là đôi bình nhôm mỗi bình 14 lít để chơi cho nó thoải mái, bắt rất là chắc chắn luôn. Đó, cho anh em chiêm ngưỡng cả sau thùng xe luôn. Quá là tuyệt vời. Shop đồ chơi xe tải độ xe tải.com các bác nhá. Lên cho Idol Hà Nội xe tải 3,5 tấn, một bộ đế ghế Man Đức nhá. Rồi anh nhún đi. Đây, gạt cao nhất. Đó, chỉnh độ êm cao nhất luôn. Bộ hơi này đi hẳn hai con máy SQ495 đi với hai bình 14 lít chỉ để chơi ghế hơi, quá bá đạo luôn. Hello, chào các bác. Hôm nay mệt mỏi với lại xe đã lên xong cho anh Hùng ở Hà Nội một con ghế hơi. Lên cho xe nó 3,5 tấn, lát rồi anh ấy để là chuẩn bị đai. Đây là xe của xúc động xe tải.